Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube chính thức của Đông y Tâm Mộc Viên. Mình là bác sĩ Hà Lan. Từ ngàn xưa, các vị thánh y đã luôn đề cao phép dưỡng sinh trong phòng và trị bệnh. Một trong số đó là ngâm chân nước ấm. Chúng ta thường nghe nói tới câu: hãy luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh và một bàn chân ấm. Hiểu nôm na theo nghĩa đen có nghĩa là đầu của bạn bị nóng, bạn đang bị sốt, và khi bàn chân lạnh là sức khỏe của bạn đang có vấn đề. Còn theo nguyên lý của Đông y, đầu lạnh và chân ấm thể hiện được sự giao hòa và cân bằng âm dương trong cơ thể của bạn. Khi cơ thể của bạn khỏe mạnh thì trí tuệ của bạn luôn minh mẫn, sáng suốt và bàn chân của bạn luôn luôn ấm áp. Bàn chân được coi là trái tim thứ hai của cơ thể, nhưng bàn chân lại là nơi xa tim nhất. Vì vậy, lượng máu tới bàn chân sẽ chậm hơn so với các vùng khác, đặc biệt là khi bạn nằm ngủ. Theo y học cổ truyền, bàn chân có chứa nhiều huyệt vị quan trọng liên quan chặt chẽ tới 12 kinh mạch và các tạng phủ trong cơ thể. Nhân dân ta từ xưa có câu ngâm chân mỗi ngày hơn uống thuốc bổ. Việc dùng nước ấm kết hợp với một số vị thảo dược ngâm chân và việc massage chân sẽ giúp đả thông kinh lạc, tăng cường tuần hoàn máu, tăng cường trao đổi chất, giúp cho cơ xương khớp dẻo dai, tinh thần minh mẫn, giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ phòng và trị nhiều loại bệnh. Vậy hôm nay, hãy cùng mình đi tìm hiểu về 5 cách ngâm chân đơn giản tại nhà để nâng cao sức khỏe nhé! Thứ nhất, cách đơn giản nhất là các bạn dùng nước ấm và muối hạt. Chuẩn bị cho mình 1,5 lít nước cùng với 20g muối hạt và một chiếc chậu gỗ. Đun sôi nước, hòa tan muối, pha nước đến nhiệt độ khoảng 40 độ C, sau đó đổ nước ra chậu gỗ và tiến hành ngâm chân khoảng 15-20 phút. Chú ý là phải đảm bảo nước ngập mắt cá chân. Thứ hai là ngâm chân gừng muối. Các bạn chuẩn bị cho mình 1,5 lít nước, một củ gừng tươi và 20g muối hạt. Đun sôi nước cùng với gừng đập dập và hòa tan muối. Sau đó pha nhiệt độ nước tới khoảng 40 độ C và tiến hành ngâm chân khoảng 15-20 phút. Tính chất cay ấm của gừng sẽ giúp loại bỏ hàn lạnh, kháng khuẩn, chống viêm và giảm mồ hôi chân rất tốt. Thứ ba là ngâm chân xả và muối. Các bạn chuẩn bị cho mình 1,5 lít nước, 5 nhánh xả tươi và 20g muối hạt. Đun sôi nước cùng với xả đập dập và hòa tan muối. Sau đó pha thêm nước nguội đến nhiệt độ phù hợp với cảm nhận của bạn và ngâm chân khoảng 15-20 phút. Tinh dầu trong xả sẽ giúp kháng viêm, giảm đau, tinh thần thư giãn và giúp giấc ngủ của bạn được ngon hơn. Thứ tư là ngâm chân với lá lốt và muối hạt. Các bạn chuẩn bị cho mình 1,5 lít nước, 30g lá lốt tươi và 20g muối hạt. Lá lốt các bạn dùng toàn cây, cả rễ, thân, lá, rửa sạch và đun sôi với nước trong khoảng 3 phút. Hòa tan muối, sau đó thêm nước nguội đến nhiệt độ phù hợp với cảm nhận của bạn, sau đó tiến hành ngâm chân trong khoảng 15-20 phút. Lá lốt có tác dụng tán hàn, trừ phong thấp, đặc biệt thích hợp cho người bệnh bị đau nhức xương khớp trong mùa lạnh và những ngày mưa ẩm thấp. Thứ năm là ngâm chân với lá ngải cứu và muối hạt. Các bạn chuẩn bị cho mình 1,5 lít nước, một nắm lá ngải cứu và 20g muối hạt. Ngải cứu rửa sạch, cắt nhỏ và đun sôi với nước trong khoảng 5 phút, hòa tan muối hạt, pha thêm nước nguội cho đến nhiệt độ phù hợp với cảm nhận của bạn và tiến hành ngâm chân khoảng 15-20 phút. Tính chất trong ngải cứu giúp đả thông 12 kinh lạc, trừ phong thấp, kháng viêm, giải độc, giúp cho tinh thần sảng khoái, sức khỏe và làn da của bạn cũng sẽ được tốt hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết hợp đồng thời các vị thuốc trên để tăng tác dụng tốt hơn. Trong quá trình ngâm chân, các bạn nên lựa chọn các loại chậu có hạt massage, bàn massage hoặc máy ngâm chân có chế độ massage và kết hợp massage bằng tay để kích thích huyệt vị, đả thông kinh lạc và lưu thông khí huyết để tăng hiệu quả điều trị bệnh cao hơn. Nếu các bạn còn câu hỏi thắc mắc gì, có thể liên hệ trực tiếp trung tâm qua số hotline 0789 503 555 hoặc tới trực tiếp trung tâm tại số 188, lô C4, Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.